Rồi, bây giờ là bà con người nghèo tập trung đông đủ hết rồi đúng không? Ừ. Hả? Phát bao nhiêu phần á hả? Trời ơi, em làm từ thiện với chị bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ em còn hỏi chị câu đó? Ừ. Chị mới thuê một chiếc xe tải, lát nó chở 20 hộp cơm qua cho em. Ừ, vậy nha, mà khoan, nói nghe nè, nói với người nghèo là đợi chị nha. Ừ, tập trung đông đủ hết đi rồi chị hãy ra. Ừ, chứ chị ra chị đứng nắng chị mệt. Vậy nha. Làm từ thiện mà màu mè dữ vậy chị? Trời đất ơi quý vị thấy không? Làm từ thiện mà màu mè sắc ớn luôn vậy đó. Có 20 phần cơm hà, hoặc thuê xe tải, tưởng chở xác ba đi không á. Mày nói cái gì trời ơi? Gì vậy? Mày làm tôi hết hồn vậy? Mày mới làm tao hết hồn á. Hết hồn gì? Ê nói nghe nè, mày làm cái gì mà cái mặt mày y như là ma da lên bờ vậy? Bà nói quá, sức kem trộn. Trời ơi mày sức kem trộn cái kiểu gì mà y cái mặt mày y như là con cá mặt quỷ mà lăn trong bột á. Bà đừng có xỉa xói tôi nữa. Nói là giỏi không à. Nói nghe nè. Gì? Làm gì nay kêu dậy sớm dữ vậy? Trời ơi, sinh nhật của ba, lo sinh nhật cho ba đi cưng. Sinh nhật ba cái gì? Hồi tối hôm qua tôi đi hát đám ma về trễ gần chết à. Sao mày hát đám ma con ta được mà đám của ba mày mày không hát? Con mẹ nói chuyện điên không? Chuyên đi hát đám ma, giờ bị ố nhà hát sinh nhật ba. Hát bài gì bà nội? Hồi nào giờ tôi đi hát đám ma có một bài hit duy nhất à. Không lẽ giờ sinh nhật ba tôi hát Ba Nén Hương Trầm? Thì có lòng thì mày hát bài nào cũng được. Có lòng cái gì? Ê nói nghe. Gì? Sáng sớm dậy đói bụng cho hộp cơm ăn coi. Ê mày bỏ đó, bỏ xuống. Cái gì vậy? Cái thứ quỷ à. Cái này là mày không có được đụng vô. Chứ cơm này làm gì? Cái này là cơm từ thiện, tao phát cho người nghèo, người đói ở ngoài đó. Ủa tôi đói sao bà không cho? Tại mày người nhà. Ủa từ thiện mà có phân biệt người nhà người ngoài nữa hả? Có chứ cưng. Trời đất ơi. Nè, cưng là người nhà đúng không? Chị cho cưng ăn, cưng đâu có mang ơn chị. Còn chị cho người ngoài á, người ta đâu biết chị là ai, người ta mới mang ơn chị, thì chị mới có phước, mà chị còn được lên báo nữa. Trời đất ơi trời, ai làm phước ngược ngạo như bả không? Làm người ngoài không hà, trong nhà bỏ đói giờ không cho hả? Thôi mệt quá, mày lấy hộp mày ăn giọng gì mày ăn đi. Mày ăn rồi mày ối ra không kịp nữa đó. Trời đất ơi. Giờ này bà cho tôi phải không? Ừ. Tôi xin phép nhường lại cho ai đói hơn tôi ở ngoài kia. Cái này mới có phước nè má. Làm phước như má là rước nghiệp về ở chung đó. Cái miệng mày mới nghiệp á. Cái thứ quỷ. Ờ chị nghe nè cưng. Hả? Rồi bà con tập trung đông đủ rồi đúng không? Mà nói nghe nè, cưng là cưng phải điều tra kỹ cho chị nha. Phải nghèo thiệt, đói thiệt thì chị mới cho nha. Với lại là phải có giấy xác nhận của địa phương là hộ rất nghèo thì chị mới phát. Tại vì chị cho, chị làm từ thiện mà chị cho không có đúng á, thân tâm chị không có an lạc, tối chị về chị mất ngủ dữ lắm. Nha cưng, rồi vậy nha. Ứa gan nữa thấy không? Gì mày? Làm từ thiện mà cũng coi mặt nữa. Không lẽ giờ ta nghèo, ta phải treo cái bảng tôi đang nghèo cho bà phát hả bà nội? Sao biết ai đang nghèo, ai đang giàu? Ủa thì đúng rồi, phải phát đúng người thì mình mới có phước chứ. Sao bà này hình thức màu mè dễ sợ luôn á. Mà cái vụ phát cơm bỏ hoàng bên đi quý vị. Phóng sanh bà mới ác nghe. Ta mua rùa về thả mẹ xuống biển cho con ta bơi đi. Không, đem một đống rùa về xách đầu con ta lên. Lật cái mai ra ghi Nguyễn Thị Lành phóng sanh. Nội bà ghi chữ lành là thấy bà không lành rồi đó. Mà phải ghi sân thường hay là lấy viết bình thường ghi tôi không nói. Lấy dao điêu khắc. Bà khắc lên Nguyễn Thị Lành chi vậy? Sao bà tên Lành mà làm cho con rùa nó lở loét chi vậy? Mày sao ngộ quá, mày nói ra mày không hiểu nè. Mày phải khắc lên như vậy để lỡ như mà có ai mà vớt được con rùa đó của tao á, người ta lật lên người ta thấy ờ Nguyễn Thị Lành, người ta mới biết là tao đang phóng sanh, hiểu không? Rồi mắc cái gì, có bữa bà rảnh bà khắc luôn địa chỉ nhà trên lưng rùa nữa. Ủa, hỏi ra là biết ngu rồi. Mày đi cầu an, mày đi cầu siêu, có phải là mày cũng ghi họ tên đầy đủ với địa chỉ không? Thì bây giờ mày phóng sanh cũng vậy. Nguyễn Thị Lành thì cũng có lành này lành kia, lành dis lành das, à không? Thì bây giờ mày phải ghi địa chỉ lên thì ơn trên á, người ta mới đổ đúng người đúng tao, hiểu không? Ờ tính toán ghê lắm, tôi nói bà nghe nha. Người tính không qua trời tính nghe không? Bà khắc địa chỉ nhà lên đi, bữa nào xui xui nghiệp bà tới đó
bà thả nhầm mấy con rùa trong sách đỏ đó. Bà vừa phóng sanh là chánh quyền phóng tới bắt bà liền. Ủa phóng sanh mà hay ha. Trời ơi. Ê, phóng sanh kiểu bà vui đó. Gì? Rùa ta nói nó vừa ra biển là bà vô tù liền. Hay không? Khùng quá mẹ. Nói nghe, cái vụ rùa bỏ quan bên đi quý vị. Bà thả cá mới thấy bà ác rõ ràng nè. Ta mua cá về, cá ly thiê lòng tông bỏ vô mấy cái thao nước đó. Thì muốn tụng kinh cứ để con ta trong thao tụng đi. Tụng xong rồi thả xuống, không? Bà nói trời ơi, cá nằm trong thao nước, nước lùng bùng lỗ tai sao nghe kinh của chị được. Bà xách đuôi con cá lên vậy nè, hiểu không? Bà xách con cá lên, con cá dậy 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 bà thấy kệ. Bà đứng bà tụng kinh, mà tôi biết bà đâu có đọc kinh. Bà lai chim. Đọc kinh không đọc, đọc comment không hà. Lai chim 4-5 tiếng đồng hồ vẫn cầm con cá. Xong 5 tiếng mới, nó môi gì Phật, bà thả con cá xuống, nó nổi luôn, không bơi nổi. Tao hỏi mày chứ tao đang làm cái gì? Tao đang làm phóng sanh đúng không? Thì tao phóng con cá ra ngoài cho nó giảng sanh. Tao đúng rồi. Trời, là bà chuyển kiếp con cá luôn hả? Nói nghe bà tốt lắm. Con cá sẽ làm người, còn bà sẽ làm con cá đó, hiểu không? Tôi nói bà nghe, bà làm riết quá đáng. Ta phóng sanh thì ra chợ á, kiếm mà con cá đó sắp bị đem lên thớt, ta phóng sanh. Nói đúng phóng sanh đó. Còn bà phóng sanh, alo, bắt giùm chị 100 con cá lòng tông nghe. Mua giùm chị 300 con cá ba đuôi nữa. Thả nhiều nhiều, được nhiều con cho nhiều phước. Nói nghe muốn có phước không? Đừng thả mấy con đó. Thả tôm hùm đi. Thả cua hoàng đế đi. Ta bu lại ăn là bà có phước đó, hiểu không? Trời đất ơi, nó điên nó thùng không à. Ai mà đi làm phóng sanh mà thả tâm hồn nha. Riêng bà chị tôi thôi, tôi ứa gan cái vụ từ thiện. Bao năm nay tôi bây giờ tôi mới nói nè. Bà phát ghê lắm. Phát cơm cũng phải tùy nơi. Lựa chỗ đông phát đặng có người tung hô. Thấy máy quay là dạ gửi cô. Vừa tắt điện thoại đợi đi hối hoài à. Bắt người ta xếp hàng dài. Lai chim phải đủ 1000 người bà mới cho. Ăn mặc rách rưới biểu tránh ra đi. Và ăn mặc lành lặn cái bà la dây nghèo gì. Không lẽ nghèo là phải ghi tôi đang nghèo lắm để đi dọc đường. Trời đất ơi, chưa hết đâu bánh mì á. Bánh mì là 4 miếng chả thôi. Lỡ dư một miếng bả moi ra liền à. Phóng sanh không có chịu thả liền. Chụp hình quay clip làm nguyên một ngày. Thả xuống cá chết phải like. Bà nói nó chết đuối rồi để mai chiên xù. Từ thiện mà tâm chưa tu. Màu mè hình thức lu bu bớt dùm. Thiện tai á. Ủa mày nói tao sao mày không nhìn lại mày? Trời đất ơi, cả đời đi hát đám ma, nhang trầm ba nén mà mày cứ la lên hoài. Nước mắt thì giọt ngắn giọt dài, đưa tiền không đủ chắc mày la làng lên. Ba mày sinh nhật thì mày không lo, cha người ta chết mày lết qua, mày khóc liền. Cái thứ con bất hiếu ham tiền, tao giái trời xe đụng cho mày lòi răng. Thiện tai à. Tự nhiên giái trời xe đụng cho mày lòi răng. Chưa cần đụng răng lòi sẵn rồi nè bà nội. Trời ta, ơi. Tao giái trời xe đụng cho mày mớm luôn. Ủa cảm ơn nghe, mớm tự nhiên khỏi tốn tiền niền. Thôi tôi đi à, tôi nói nghe. Gì? Bữa nay sinh nhật ba mình phải không? Ừ. Chị thương ba, chị là con gái ruột của ba đúng không? Ừ. Ráng ở nhà lo cho ba nghe không? Tôi qua hát, giờ động quan tới nơi rồi. Ê khoan đi. Gì? Bây giờ mày kêu người ta từ từ động được không? Bà điên hả? Động quan mà từ từ. Sinh nhật mới từ từ đó. Bữa nay không làm thì ngày mai làm sinh nhật. Năm nay không làm thì năm sau làm. Còn động quan sao đợi? Không lẽ giờ nó chôn tạm thời tôi tới móc lên chôn lại? Cái thằng điên này lại đây. Nói nghe nè. Cái gì? Bây giờ chị nói ba không có ưa tôi. Lúc nào ba cũng kỳ thị cái giới tánh tôi chân trọi á. Ba lúc nào cũng tự hào là có một đứa con gái. Có bao giờ tự hào có đứa con trai không? Tôi đâu có thuận trai, ba đâu có ưa. Trời ơi, nhiều khi ba nói vậy thôi chứ ba không có ý gì, mày hiểu không? Lại đây nói nghe. Gì? Thôi bây giờ hôm nay sinh nhật ba, chị nói em nghe ha. Dạ. Hồi nào tới giờ á, bóng thì bóng cho vui thôi. Dạ đó coi. Ừ. À, bóng, bóng hơi... mà bóng cho vui là gì? Ừ, mình bóng hơi hợt thôi. Đó. Ý bà nói bóng bạc tham á hả? Đúng rồi. Không, nào giờ bóng full tam quen rồi. Thôi, bây giờ đừng có bóng nữa. Mình ở nhà nè. Ừ. Mình làm đàn ông con trai, mình lấy vợ, mình sanh con đi. Để mình trả hiếu cho gia tiên, nha. Tự nhiên hướng nghiệp tôi vậy trời. Tự nhiên đang bóng ngon lành, cái nghe mất tự do luôn á. Ê, nó nghe, bà thì... đứng giữa trung tâm Bangkok mà suối tôi lấy vợ, bà không biết quê mùa hả bà nội? Ủa, quê mùa gì mày?
Trời ơi, cái lối sống mà con trai lớn lên cưới vợ đẻ con là trước công nguyên rồi, phải không quý vị? Trời ơi, thời buổi này đàn ông con trai lớn lên cứ lấy chồng tự do, buồn buồn xin con nuôi về nuôi xong. Nó nghe qua hẻm tôi kìa, cái hẻm hay đi hát đám ma, mấy bà mẹ dạy con hay lắm. Dạy gì? Con yêu con gái làm chi, dính bầu một cái nó đì thấy ghê, thà là con cưới 3D, bầu không sợ dính mà vẫn phê vô cùng, mới hiểu không? Nói nghe. Đi. Đi hát nghe. Thôi. Ở nhà lo cho ba lúc này, trời ơi, tụi tao bút show đám ma tôi qua cái app hay lắm bà. App gì nữa? App Beer, Porn and Beer. Là cái gì? Trước khi đi hát quảng cáo chút xíu. App Beer, Porn and Beer. Đó là một cái mạng xã hội sắp tới á, người Việt Nam mình dùng nhiều lắm, hiểu không? Trong tương lai nha, mạng xã hội đầy đủ tiện nghi luôn, công nghệ AI, AI kết hợp kỹ thuật số hình ảnh đẹp tuyệt vời luôn, hiểu không? Nên vẫn kết bạn, giao lưu, trò chuyện, mua sắm dịch vụ, trao đổi cái gì cũng có hết trơn á trời á. Thuộc tên app chưa? Không thuộc không có cách xê. Mày làm tao áp lực quá vậy. Beer, Porn and Beer. Đọc không đúng ngữ em. Beer, Porn and Beer. Beer, Porn and Beer. Thiệt, bởi mấy cái chữ này không hô, không đọc đúng được mà. Đọc lại. Beer, Porn and Beer. Beer, Porn and Beer. Thôi, nè, sinh nhật của ba tụi bay mua bia về phải không? Dạ. Ba uống bia phải không? Con đi hát đám ma, con xin chủ nhà cho thùng bia về đem đưa cho ba nghe. Khỏi cần, khỏi cần. Mày đi luôn giùm tao. Cái mặt của mày mới té một lò vôi ra hả? Trời đất ơi, sao mày quýnh cái mặt mày, tao thấy thiệt á. Súng bắn hổng lũng á nha. Con quýnh kem. Ba đó, mấy năm, mà thiệt mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới đây đâu. Gặp được kỳ thị con mặt sao kệ con, cũng lánh quánh mặt sao kệ con đi. Thôi thưa ba, con đi hát nghe, khó chịu quá. Mày dẫn lại coi. Nè. Dẫn lại coi. Trời đất ơi, thứ con bất hiếu mà sinh nhật của ba nó mà nó cũng đi nữa à. Nó mà bất hiếu gì, trời trồng nó đó. Tao nói thiệt mà tao đẻ ra, tao không biết nó là hột vịt lộn hay là hột vịt lạc nữa. Trời ơi, tao nghi chắc là. Bây giờ tập trung đông đủ hết rồi đúng không? Đông dữ lắm rồi đúng không? Vậy là đó, sinh nhật của ba là mời đông lắm hả con? Rồi, đông đủ dữ rồi ha. Làm mấy mâm vậy con? 7-8 mâm cơm rồi hả? 7-8 mâm. Rồi, chờ chút xíu nha. Chị ra chị phát cơm từ thiện nha. Ủa vậy chờ chị, chờ chị nha. Ê. Rồi. Tưởng là ở nhà nó làm sinh nhật. Té ra nó cũng te rẹt, nó đi hết trơn hết rồi. Thôi kệ, mình già mà. Thiệt. Cái salon này nó là bạn của mình đó. Nhiều khi ngủ ở đây luôn. Còn người tâm tình nhiều nhất đó là cái hộp cơm hộp sinh nhật. Kêu nó làm, nó không làm thì mình tự làm. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Xong sinh nhật rồi đó. Cho thêm tràng pháo tay nữa đây ha. Vui quá, đâu phải mình tôi đâu, nhiều người lắm. Nhưng mà cái này ở trong mơ. Đẻ nó ra rồi nuôi nó, trông cho nó lớn. Nó lớn rồi, nó có công chuyện, mình mừng. Mừng, mừng được bao nhiêu ta? Mừng trong sự cô đơn. Thôi, sinh nhật mình con mình ơn à. Còn tôi nữa chi mà sợ. Ủa? Ông đâu có mình. Quên tôi luôn rồi ha. Quên bà. Mấy đứa nhỏ nó đi thì còn có tôi. Cái gì đâu mà buồn. Bây giờ tôi chúc mừng sinh nhật ông nè. Happy birthday to you. Không. Gì lẹ hả? Quan trọng là lời chúc chứ không phải quan trọng là cái thổi cái đèn. Ông hiểu không? Hiểu. Thôi tôi chúc cho ông nghe, sinh nhật vui vẻ nghe. Sức khỏe dồi dào, con cái đứa nào cũng biết dâng lời hết. Càng vui sinh nhật, nhắc chi hai cái đứa đó. Tôi nói thiệt, hồi xưa biết tôi đẻ ra cái hộp vịt lộn tôi luộc rồi tôi ăn. Chứ đẻ ra hai đứa này, giờ tôi chán, không biết nó là hộp vịt lộn hộp vịt giữa. Chắc nó hộp vịt lạc quá.
Thôi mà đừng có trách tụi nó, bây giờ tụi nó lớn hết trơn hết trọi rồi, tụi nó có công ăn chuyện mừng của tụi nó, cứ trách hoài. Có tôi bên cạnh ông nè. Bây giờ nè, sinh nhật ông muốn ăn gì? Thôi nhắc tao mấy đứa nhỏ, tụi đói mà tôi cũng muốn ăn. Thôi phải ăn cho có sức khỏe. Ông ấy tôi tự làm nghe. Tôi thấy món này người ta ăn nhiều lắm, tôi tự làm cho ông nghe. Được. Xí quách. Hả? Trời ơi, tôi thấy người ta ăn ghê lắm. Một đống xí quách vậy nè. Đó. Qua tới đây là phải khai quật hài cốt liền. Hả? Cái vụ đó ông xí quách cao vậy đó, ngồi gặm chơi như cây núi đó hả? Mình già mình gặm chơi. Thôi tôi già răng cỏ đâu cho ăn xí quách. Thôi bây giờ vậy. Vậy bữa nay sinh nhật của tôi. Sao? Tôi không ăn. Tôi muốn chơi. Chơi gì? Lên phòng tôi chơi. Thôi nghe. Cái gì ạ? Trời ơi, hồi tối á hả, ông thức cả đêm. Trời ơi, tôi chà lết quết chảo, tôi lao chùi mấy lần, tôi mệt dữ lắm rồi. Ủa, bà làm gì trong phòng tôi? Dọn phòng cho ông chứ làm gì? Ăn rồi cứ ngủ trong phòng hoài. Tôi nói cho ông nghe, ông phải đi qua đi lại, đi tới đi lui, ông tập thể dục cho ông ăn ở trong phòng hoài, ông bệnh ông chết. Ông cứ buồn mấy đứa nhỏ rồi ông cứ cu rú trong phòng ông hoài. Tôi không có dọn phòng dọn đồ. Nói nghe nè. Bà là bà không có con nhưng mà vậy là đỡ. Còn tôi có con cũng như không à, thấy không? Bực mình lắm, đừng nhắc tụi nó. Bây giờ mình đi chơi đi. Đi đâu? Chơi được không? Thôi tôi không thích đi chơi đâu, mệt trời lắm. Ơi, sao bây giờ bà khó chịu quá vậy? Bà không nghe lời tôi. Hồi xưa là bà nghe lời tôi dữ lắm mà. Tôi nghe lời ông chứ sao không nghe. Nghe phải không? Làm gì vậy? Dòm gì vậy? Dòm củ quyền ở trên lầu quá. Ôi, củ quyền thì ở trên tầng thượng chứ đâu có xuống tới tầng đất đâu. Nghe nè, nhớ lại kỷ niệm hồi xưa tôi với bà quen nhau không? Cái trận gì tôi nhớ nè. Tôi nhớ hồi xưa cái tôi đi mướn cái băng Paris by night đó, thấy không? Cái tôi mướn, tôi lại trước tôi lấy cuộn băng đó. Cái bà cũng mướn cuộn băng đó mà bà đâu có đâu. Tôi phải coi trước, bị tôi tới trước mà. Tôi dòm cái mặt bà lúc đó, dòm giống như con rầy nâu bị trúng thuốc hả? Tôi thấy tội nghiệp quá, tôi mới lấy cái cuộn băng đó tôi đưa cho bà coi trước, rồi tôi coi sau. Kể từ đó tôi với bà nên duyên. 40 năm rồi hả? 40 năm. Dòm ai hả? Củ quyền. Dòm củ quyền. Củ quyền cũng biết tôi với bà 40 năm. Nhưng mà cái gai cấn là lúc đưa cuồng băng rồi đi lợi lấy cuồng băng mới khó khăn. Làm gì đâu khó. Nhà bà trời ơi, cái nhà có chút xíu bằng cái lỗ mũi mà nuôi chó làm chi cả bầy. Con nào con nấy bự hơn bà. Trời ơi, nó ra nó sủa. Ông nội tôi cũng không dám vô nữa. Tôi ở ngoài đường không, bà nhớ không? Có không? Có. Ông nhớ cho kỹ đó nghe. Sao bà mau quên quá vậy? Rồi cái tôi với bà lấy nhau, thấy không? Chờ tôi chút. Có cái này đã lắm. Cái này đã lắm. Ai, buồn con ai, không ai, mà ai, vậy ai, đó. Ai. Gì vậy? Ông làm gì? Nhớ gì không? Vàng. Đeo vô. Đồ này đồ cứ mà. Đó thì đồ cứ tôi với bà đó. Đeo vô. Đẹp dễ sợ không? Đẹp. Tôi với bà ở với nhau. Cái bà có bầu. Có bầu ta ói là 1-2 tháng thôi. Bà ói gì đâu mà 9 tháng 10 ngày luôn. Trời, ói dữ lắm hả? Bà ói thấy ghê lắm. Ói thử coi. Ói. Bà ói coi. Giờ đâu có bầu. Thì nhớ lại kỷ niệm xưa mà sao bà khó chịu quá vậy? Gì vậy? Ói lại coi. Trời ơi, cái này bà ói là uống bia ói. Uống bia mới ói như vậy. Còn ta có bầu người ta ói thơ mộng lắm. Ói sao thơ mộng? Ói mà có dù thơ mộng nữa trời. Ói thơ mộng lắm. Ói cái lưỡi le là chút xíu giống như bị treo cổ vậy đó. Ói coi. Đè. Đó. Thử đè. Đè. Trời ơi, ói gì giống như chó ngáp phải ruồi trời. Cái gì cũng không vừa lòng ông hết. Tôi làm cho ông vui á, mệt quá. Ói gì mà không có trữ tình gì hết trơn. Trời ơi, ói mà trữ tình. Ói phải trữ tình chứ. Rồi bà nhớ cái giai đoạn mà tôi với bà lấy nhau. Rồi cái bà có bầu bà ói nãy đó. Rồi bà nói ở nhà buồn quá, thôi hai đứa mình đi du lịch đi. Đi đâu bà nhớ không?
Gì nữa hả? Nhìn cụ Quyền. Cụ Quyền đâu có nhắc tuồn bà đâu. Bà đi du lịch Vũng Tàu với tôi nhớ không? Ờ, đi du lịch Vũng Tàu. Trời đất ơi, ra đó tôi nói thiệt, bà thấy biển một cái bà con biết không? Bà dục chiếc xe bà ban xuống biển, mà mặc đồ hai mảnh nha. Đồ hai mảnh coi. Hai mảnh. Không. Trời đất ơi, bãi biển đó, nước kia, mặc đồ hai mảnh. Không. Hai mảnh. Bây giờ. Ờ. Hai mảnh liền coi. Cái này có một phần tư mảnh à. Nữa. Đó. Sang lên nữa. Nữa. Sang nữa. Hết rồi, cấn. Cấn. Nữa. Cái này là một mảnh phải không? À. Còn mảnh nữa đâu. Một mảnh nữa đâu. Trời ơi, phải hai mảnh. Miễn sao có mảnh thôi nghe. Ờ. Cái đó là cái gì vậy? Mai mốt đi ra biển mà không có đồ bơi làm mửng này cho tôi nha không? Được đó nha. Trời ơi, hai mảnh rồi. Bà bắn xuống biển bà bơi. Cái gì? Bơi. Bơi chó. Tôi già rồi. Bơi chó. Bơi chó. Bơi ếch. Cái gì? Bơi ếch. Bơi bướm. Bơi bướm. Quạt vậy nè. Bơi bướm. Ông kêu thầy tới tụng đi. Chi vậy? Tôi đưa tên tuổi cho ông tụng, tôi già cỡ này rồi mà ông còn bắt tôi bơi chó bơi bướm, tôi mệt lắm. Còn cái bơi nữa, bơi ngửa. Bơi ngửa tôi cười muốn chết luôn. Lúc đó có chữa mà bơi ngửa cái gì? Ừ, bà có chữa cái bụng bà tới trang ban. Bà xuất cái kem gì không biết, cái bụng bà bóng lửa giống như cái thao mà người ta chà nhám mà. Rồi bà lậu xuống biển á, mấy thằng ở trên trột của nó coi ta tắm biển nó sợ chết á. Nó hoàng sáng sao nó thấy cái thao trôi, nó tưởng gì nó vớt lên nó treo. Tôi dòm kỹ lại là bà. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Ha, à, nhớ không? Giờ bà nhớ không? Nhớ. À, nhớ thì nhớ, thì ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, à, tội nghiệp quá. Đi Vũng Tàu xong rồi còn đi Đà Lạt nữa, nhớ không? Đà Lạt làm gì nữa ông? Trời đất ơi, bà nói ở nhà đi là đi biển, xong rồi bây giờ phải đi núi. Tôi chở bà lên núi đó. Ờ, ngồi ở đằng sau. Ngồi ở đằng sau chiếc xe đạp. Tôi ngồi ở đằng sau, còn bà ngồi ở đằng trước, bà bẻ lái, bà nhớ không? Lâu lâu cái tôi đạp ké một cái cho bà đỡ vậy mệt. Vậy là tôi chở ông chứ đâu phải ông chở tôi. Ờ, công nhận bà đàn bà mà bà khỏe như trâu nha, trời ơi. Có chữa mà đạp ghê vậy. Có chữa. Sao ông không ngồi lúc đó, không ngồi lên đạp luôn chứ rồi. Không, tôi không có, tôi tính đạp nhưng mà bà không cho. Bà nói tôi có chữa, tôi phải vận động để đẻ cho nó lẹ. Chứ còn ù lì đẻ chậm đúng không? Ờ hen. Rồi tới Đà Lạt bà nhớ gì không? Nhớ gì? Thông nó reo. Trời ơi, rồi bà hát. Cái giọng của bà lãnh lót luôn. Bà hát đến nỗi mà suối cam ly nó ngưng chảy luôn. Bà hát. Bà dồn gì nữa vậy? Cụ Quyền. Cụ Quyền không có nghe bà hát. Tuốt Đà Lạt Cụ Quyền đâu có nghe. Bà hát Tâm sự Mai Đình nhớ không? Không có đâu. Có hát tâm không sự có Mai mà ta nó có hát không hát. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn, bên anh em trọn đời săn sóc đau thương buồn vui năm tháng. Anh sẽ tìm thấy ở bên em, anh sẽ về lại Quy Nhơn mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Từ lâu em mong đợi một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái lạ.
là đây. Giờ bên tôi chỉ còn có một Mai Đình. Mai Đình. Em. Anh. Ba em. Ơi ba. Trời đất ơi. Ba, nó làm cái gì vậy ba? Ôm má mày. Làm cái gì với má? Đúng vậy má. Ý tôi hỏi là bà làm cái gì với bà nói? Không phải, tao đâu có phải má ông. Cái gì? Ý tôi hỏi là bà làm cái gì đó? Bà muốn làm má tôi hả? Xin lỗi bà nha. Má tôi á, bây giờ á, bà đi lên trên lầu á, bà lấy hình của má tôi xuống, rồi bà leo lên bàn thờ bà ngồi đi, rồi tôi lại bà ba lại. Không có, tại ổng, ổng ôm gì, chứ gì không có ôm ổng. Dì đừng có nói vậy nè, mày vô đây coi. Lẹ lên. Trời ơi. Mày vô. Đi hát về mà bà làm phiền tôi quá à. Chưa kịp bôi mặt gì hết trơn trời á, khó chịu muốn chết luôn. Mày đó hả? Trâu dặm mày ở đâu mà mặt mày nét bấy giác về đây? Đi hát chưa kịp bôi mặt bà gọi bà hói về. Mày qua đây. Cái gì? Tao nói cho mày biết, mày vô đi mày, mày thấy cái cảnh tượng rất là khủng khiếp. Tao thấy nè, bà này nè, bà ôm ba mình như vậy nè. Yeah. Hơi đàn bà vô muốn xỉu ngang vậy đó. Mày xử cái vụ này cho tao đi. Ôm cái gì, tôi đâu có thấy ôm đâu. Không. Ê. Có thấy vậy. Ông ôm tôi, chứ tôi không có ôm ổng. Ông nói giùm tôi tiếng đi chứ. Để... Nói nghe không. Tôi sợ. Không cần biết ôm hay không. Sao vàng bạc của má tôi chết để lại bà đeo lên người bà hết vậy? Của má không mày phải. Thì má mày đeo chứ cái thằng này mày. Ông đứng xa ra giùm tôi cái, tôi lại ông. Sao gì đeo đồ của má tôi? Trả lời. Ổng đeo, ổng buồn quá, ổng đeo cho tôi á. Tự đeo. Tự đeo. Không, tôi không đeo. Cái này của má sao bà đeo cho bà? Thì cái này của má mà má mày đây nè. Bà ơi, bà tỉnh táo là giùm con cái. Mày mới điên chứ tao cũng có tỉnh. Mày điên mày mới bỏ tao. Ba ơi là ba. Gì nghe, đừng có thấy ba tôi ở nhà lũ thủi mình riết rồi lẫn. Lúc nhớ lúc quên rồi mày đặt đem tiền bạc, tiền vàng của má tôi đi hết nghe. Đúng rồi đó. Sao, dì vừa lòng chưa? Dì thấy ba tôi la tụi tôi thì dì vừa lòng chưa? Tôi nói cho dì biết nghe chưa. Dì đừng có nói là ba tôi dụ gì. Xin lỗi dì nha. Mình là phụ nữ nè. Chỉ cần mình muốn hay không muốn thôi. Mình không muốn thì không ai dụ được mình hết trơn hết trời á. Đừng có đổ thừa cho đàn ông. Em nói vậy đúng không mấy anh? Trời đất ơi. Nè, có hổn nha. Con không có hổn. Mày nè, hổn nha. Con không có hổn. Con nói thiệt cho dì biết nghe chưa. Tiền lương của dì là con trả cho dì nè. Một tháng con trả dì bao nhiêu tiền? 2,5 triệu chứ ít sao. Dì chi là 100 đô một tháng đó mày. Mà dì phụ lòng tôi quá à. Dì chăm sóc cho ba tôi mà bây giờ dì muốn làm mẹ tôi rồi. Xin lỗi mình dì. Mình anh đây. Hết thôn. Nãy giờ tao nhịn tụi bay dữ lắm rồi nha. Mày trả tao có 2,5 triệu. Mày thấy ổng hành tao chưa? Hả? Cặp giò tao từ xưa tới giờ trai chưa bao giờ thấy. Tao đãi ba mày luôn. Rồi ổng bắt tao ói, ổng bắt tao bơi, ổng bắt tao trường, ổng bắt tao hát. Tao khổ dữ lắm chứ. Có 2,5 triệu thôi mà. Một tháng trời tao thấy tội nghiệp ổng cho nên tao mới ở đây. Chứ còn nói thiệt với tụi bay à, cỡ tụi bay à, không có cửa mướn tao đâu. Ủa nhưng mà má tôi chết rồi. Mắc gì bà thấy ba tôi vậy bà không can, bà làm theo vậy? Can cái gì? Con cái của ổng vậy đó. Không có đứa nào lo cho ổng hết. Ổng bây giờ ổng đâu cần tiền đâu, ổng cần tinh thần mà. Tụi bay phải ở gần gũi ổng chứ. Phải biết cái tâm lý của người già chứ sao kỳ cục vậy. Ba tôi sao tôi không biết được. Trời đất ơi. Dì nói gì kìa. Nè tôi nói nhầm nghe. Nếu mày nói giống vậy, dì không ở trong cái nhà này nữa. Bỏ luôn cái tháng lương vừa rồi tao đi. Chào anh. Khoan. Ở lại đi. Thấy chưa, đâu có ai bằng tôi. Bây giờ dì cứ ở lại đi. Tôi vô bên trong tôi coi. Mất cái gì á, dì không yên với tôi đâu. Trời đất ơi, có khắc nghiệt với người ở ô xin dễ sợ không? 2,5 triệu chữa tới chữa lui, làm từ thiện mà keo kiệt màu mè tánh khiến vậy đó. Còn mày cũng vậy đó. Tôi đâu có làm từ thiện chung với bà. Mày đâu cần làm từ thiện. Cha người ta chết nha, mày qua tự nhiên cái mày lấy giấy xúc á, mày kéo ra một xả dài cái mày đội trên đầu mày. Xong mày lấy nhang, mày quỳ mày lại, mày khóc, mày hát mày hò. Cha mày sinh nhật mày hát được cái gì cho ổng nghe chưa? Thì nhà ba người ta chết tôi phải qua tôi khóc. Ba tôi có chết đâu tôi khóc. Mày trời. Muốn lắm phải không? Không phải muốn, nhưng mà tự nhiên bà ép con vậy, bà nói này nó nọ con. Giờ bà muốn gì? Mày hát cho ba mày bữa sinh nhật đi. Trời đất ơi, tôi chuyên đi hát đám ma giờ biểu hát sinh nhật. Có mắc gì? Mày đi hát mày phục vụ người ta được. Mắc mới mày cha mày mà không hát được. Muốn tôi hát không? Hát đi.
đây ba nén hương trầm, con thân giấy hồn ba. Mày hồn này thứ quỷ vậy nè, mày trù tao phải không? Bà không á. Mày không biết cái câu Happy Birthday to you à? Nhưng mà cái bài đó không có thuộc nguyên bài. Tôi không có nói chuyện nữa. Ba gặp tôi á là bà đánh bà chửi, bà chê bai tôi không nè. Tôi không có thuận trai, đừng để ý tôi nữa. Vì đây vì lo cho ba tôi đi, tôi cảm ơn nghe. Đó, coi nó nói kìa. Thứ con cái vậy, tôi nói ông nghe nè. Ông đẻ ra cái thứ mà con cái trời đánh không à. Trời ơi, sao làm gì rủa xả nó vậy? Nó là con tôi, chửi là chửi tôi nè, tại tôi dạy không nên thân, tất cả là tại tôi. Bên nó, tôi nói cho ông nghe nè, cái thứ này ha, ra đường cũng chết nước cho coi. Trời đất ơi, sao rủa nó chết dưới sông, chết nó vớt lên xấu lắm nha. Miệng mồm ăn nói vậy, có chửi là chửi tôi, tại tôi dạy con không nên thân, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng mà cái thứ này ra đường xe cũng đụng. Nữa à, sao độc ác dữ vậy? Tôi đã nói là tất cả là tội của tôi. Tôi đâu có độc ác đâu, cú sao là tôi nhẹ rồi đó, nó chỉ đụng thôi mà, đâu có biết đụng nhẹ hay đụng nặng. Trời ơi. Khi nào tôi nói xe cán không ăn chửi tôi. Trời ơi, còn thiết minh cái vụ đó nữa. Thôi nhưng mà bây giờ tôi nói nghe nè, hai đứa con của ông nó vậy rồi á, tôi không có ở trong nhà này được đâu. Thôi nè, ông ráng ông tỉnh táo đi. Nè, tôi đi đó. Nè, cô Hương, cô định đi đâu? Lối đi ấy em chưa định gì. Sao không xài Google Map đi má? Ủa? Lối đi ấy em chưa định được, nhưng buộc lòng em phải ra đi vì lòng tự trong. Vì em là một cô gái giang hồ. Ủa, đâu có đâu. Hả? Từ xưa giờ tôi xinh trắng mà tôi đâu có giang hồ. Ờ. Thôi, chọc ông chơi vậy thôi. Nhưng mà thiệt, tôi không có ở trong nhà ông được. Ông ráng giữ sức khỏe nghe. Tôi thương ông lắm đó. Nhưng mà tôi không có ở trong nhà này được. Tôi chào ông. Hương ơi, tôi nói cho cô nghe nè. Cô Hương, cô ở đây bao nhiêu tháng rồi, cô nhìn thấy mấy đứa con của tôi không? Tất cả là cô đơn. Cái xa lông này nó làm bạn tôi. Giờ có cô ở đây là tôi hết rồi, hết cô đơn rồi. Nãy cô nói, cô nói cái gì cô có thể lặp lại cho tôi nghe được không? Tôi thương ông dữ lắm mà tôi không ở đây được. Vậy là bà thương tôi phải không? Nếu có thương tôi thì thương ngay bây giờ, đừng để lúc tôi qua đời. Đừng để ngày mai đến khi tôi nằm im hơi, tôi phải làm sao nói lời tạ ơn. Rộn ra một nỗi vui, nghẹn vào một nỗi đau. Vậy là tôi ở lại theo lời ông đó.